Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Trước khi vào cái số tư vấn điện thoại lần này thì nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua điện thoại hàng chính hãng mới 100%, giá tốt lại còn được tặng luôn cả gói bảo hành rơi vỡ vào nước miễn phí trong vòng 12 tháng thì các bạn có thể đến clickbuy.com.vn nhé. Đấy, nếu bạn mua những sản phẩm như là iPhone này, xong rồi Samsung, Xiaomi các thứ này, những cái sản phẩm hàng mới chính hãng thì mặc định chúng ta sẽ có những gói bảo hành này rồi. Và như thế thì so với ở bên ngoài là chúng ta đã tiết kiệm được cả tiền triệu rồi đấy. Bởi vì có những điện thoại đắt tiền kiểu như 13 Pro Max mà các bạn mua bảo hành rơi vỡ vào nước thì nó rất thôi rồi luôn. Đúng nào, thì anh em có thể tham khảo nhé. Đường link mình đã để phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả của video này rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Phúc Phạm. Bạn hỏi là: anh ơi, bây giờ Z Flip 3 còn 15 triệu thì có nên mua hay không? Hay là mua iPhone 12 hả anh? Em chỉ chơi Liên Quân thôi anh ạ. Thế thì đầu tiên là nếu mà chỉ để chơi Liên Quân thì cả hai giỏ này đều chơi Liên Quân ổn. Nhưng mà nếu mà để chơi Liên Quân tốt hơn ý, thì rõ ràng là iPhone 12 sẽ chơi Liên Quân tốt hơn rồi. Bởi vì cái màn hình của nó không bị nếp gập. Và cái iPhone 12 thì khi mà chơi Liên Quân nó cũng sẽ có cái con chip nó mạnh hơn. Đấy, nhưng mà nếu mà chúng ta xét về nhiều yếu tố đi thì chúng mình sẽ so sánh như thế này. Đấy là về phần thiết kế thì mình sẽ lựa chọn Z Flip 3 bởi vì thiết kế của nó trông độc lạ hơn. Đúng không ạ? Và trông nó cá tính hơn. iPhone 12 thì thiết kế nó hơi đơn điệu quá. Đấy, về phần màn hình thì mình cũng sẽ lựa chọn Z Flip 3. Màn hình lớn hơn, tần số quét cái thứ cao hơn, giải trí tốt hơn. Mỗi tội là màn hình của nó có nếp gập thôi. Đấy, bạn có chấp nhận được điều này hay không? Chứ còn nếu không thì màn hình của nó tấm nền là xịn xò hơn và nhiều công nghệ hơn so với iPhone 12 đấy. Về phần hiệu năng thì iPhone 12 sẽ có con chip mạnh hơn, nhưng Z Flip 3 thì nó lại có bộ nhớ trong thoải mái hơn. Với cùng một tầm giá thì các bạn sẽ chỉ lựa chọn được iPhone 12 phiên bản 64GB, nhưng đã có thể lựa chọn được Z Flip 3 tối thiểu đã là 128GB rồi. Về camera thì mình sẽ lựa chọn iPhone 12 và về pin thì mình cũng sẽ lựa chọn iPhone 12. Đấy, nhưng mà nếu mà để 15 triệu mà lựa chọn giữa iPhone 12 hay là Z Flip 3 thì thực ra là mình nghiêng nhiều hơn về Z Flip 3, bởi vì là Z Flip 3 thời điểm đầu khi mà nó mới ra mắt thì nó được định hình chung phân khúc với cả iPhone 13 cơ. Nhưng vì giá nó tụt quá nhiều nên thành ra là bây giờ giá của nó lại được định hình với cả phân khúc của iPhone 12. Chứ còn nếu mà là mình thì mình sẽ thích kiểu như là Z Flip 3 hơn. Nhưng nếu bạn là một người thực dụng nhá, và bạn muốn có được một cái sự lựa chọn nó an toàn thì là nên lựa chọn iPhone 12. An toàn đây là gì? Đấy là nếu mà xảy ra hỏng hóc thì vấn đề sửa chữa, thay thế cái thứ nó rất là dễ dàng này. Xong rồi chi phí sửa chữa nó sẽ rẻ hơn. Bạn có tưởng tượng là cái màn hình dẻo của Z Flip 3 mà nó hỏng thì nó rát thôi rồi luôn. Đúng nào. Đấy là còn chưa kể là iPhone 12 sẽ giữ giá hơn, mua đi bán lại dễ dàng hơn. Và thương hiệu thì mình vẫn đánh giá là Apple là thương hiệu lớn hơn so với Samsung. Đấy. Thì bạn sẽ lựa chọn iPhone 12 bởi những điều đó. Còn chính là nếu mà so sánh chi tiết thì Z Flip 3 nó vẫn sẽ có nhiều điểm nhìn hơn đấy. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Emitan. Bạn hỏi là: cho em hỏi, hiện em có tầm 4,5 triệu, mỗi tháng em có khoảng 2 triệu thì nên mua iPhone trả góp không ạ? Và nếu có thì nên mua máy nào ạ? Đấy. Rồi, thế thì nếu mà 4,5 triệu xong rồi bạn lại mỗi tháng lại để ra khoảng được khoảng 2 triệu thì mình cứ tính là khoảng 6 tháng nữa đi, là bạn sẽ tích được khoảng tầm khoảng chục triệu đi. Đấy, 6 tháng nữa thì tích được 6 tháng nữa thì nhiều đấy, 12 triệu xong cộng với 4,5 triệu là 16,5 triệu. Thế thì mình thật, nếu mà mỗi tháng bạn tích được khoảng từng này thì nếu mà để an toàn thì là mua iPhone 11. Tại vì là chúng ta cũng không nên dành hết toàn bộ 2 triệu một tháng cho tích được để vào cái việc trả góp điện thoại. Đấy, dành triệu thôi. 1 triệu thì sau 6 tháng thì bạn dành được 6 triệu cộng thêm 4,5 triệu, tầm 10,5 triệu, tính cả lãi liếc các thứ và nữa thì nó cũng tốn được một tí thì không đáng kể. Thì là mua iPhone 11 nếu mà bạn mua trả góp. Đấy. Chứ còn nếu mà bạn cố lên những cái sản phẩm iPhone nó cao hơn kiểu như iPhone 12 hay là iPhone 13 thì bạn sẽ phải trả góp trong thời gian lâu hơn, có thể là 1 năm các thứ nữa, thì như thế thì nó sẽ đảm bảo tài chính hơn. Đấy, nhưng mà nếu mà là mình ý, mà có từng này thì mình sẽ lựa chọn phương án an toàn, đấy là mua trả góp iPhone 11 thôi. Đấy, còn nếu mà bạn cảm thấy rằng là 2 tháng bạn 1 tháng bạn tích được 2 triệu nhưng mà
Tiền ăn thì đã có bố mẹ lo cho rồi, tiền học cũng bố mẹ lo cho rồi, và đại loại là cái tiền này là bạn chỉ có vào việc tiêu xài thôi, thì ok, mua iPhone 12 hoặc iPhone 13. Còn nếu không thì nếu là mình sẽ ưu tiên mua iPhone 11. Mình là người thích những sự lựa chọn nó an toàn hơn, được chưa? Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Gia Huy Phạm. Bạn hỏi là: anh ơi, em đang tính mua Apple Watch Series 7, mong anh cho em một đánh giá sau 1 năm ra mắt, hay là nên đợi Apple Watch Series 8 ra rồi mua? Mà em nghe các bạn trên YouTube kêu là Apple Watch Series 8 mắc hơn Apple Watch Series 7. Em là học sinh cần một chiếc đồng hồ theo dõi sức khỏe mà sẽ và xem giờ thôi. Mong anh cho đánh giá và lời khuyên. Chúc anh nhiều sức khỏe. Rồi, thế thì đối với cả Apple Watch Series 7 thì thời điểm hiện tại mình thấy là nó vẫn đang dùng rất là tốt. Nhưng mà vì Apple Watch Series 8 chuẩn bị ra mắt rồi, nên là thành ra là mình nghĩ là nên đợi Apple Watch Series 8 ra xem nó như thế nào. Đấy, tuy nhiên quay trở lại vấn đề đây là gì? Đấy là bạn đang là học sinh mà bạn lại chỉ có cái yêu cầu là cần một chiếc đồng hồ theo dõi sức khỏe và xem giờ thôi, thì theo mình là không nên mua Apple Watch Series 7 và cũng không cần phải chờ đợi Apple Watch Series 8, mà bạn mua luôn cho mình Apple Watch SE. Đây là mình tư vấn rất là thật tâm của mình dành cho bạn đấy. Bởi vì Apple Watch SE bây giờ thì giá bán nó cũng rất là rẻ, nó chỉ tầm khoảng hơn 6 triệu thôi là bạn đã có thể mua được Apple Watch SE rồi. Mà Apple Watch SE nó cũng đáp ứng được tất cả những nhu cầu của chúng ta. Đấy. Thì mình nghĩ là nên mua Apple Watch SE hơn. Đấy là cái sự lựa chọn của mình. Và bạn cứ mua đi rồi bạn sẽ thấy là nó xứng đáng với từng xu. Tất nhiên nếu mà chỉ xét trên tham chiếu là Apple Watch, còn những đồng hồ khác bằng tiền với Apple Watch SE thì mình nghĩ là Huawei Watch GT 3 là nó sẽ hơn này. Vỏ thép, dây da các kiểu, đúng không ạ? Nhưng mà Apple Watch thì kết nối với iPhone vẫn là tốt nhất rồi. Nhưng mà Apple Watch có một cái nhược điểm mà bạn cần phải chú ý nhé. Đấy là pin nó rất là yếu. Đấy, mỗi cái đấy thôi, chứ còn lại thì mọi thứ đều ok. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Bé Nam Gaming. Bạn hỏi là: chào anh Dương, 10S Max với cả iPhone 11 đều 8,2 triệu, thì nên mua máy nào? Nhu cầu của em chỉ là mạng xã hội, thi thoảng chơi Liên Quân, nên là chọn máy nào? Chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nếu mà với cái nhu cầu này của bạn ấy, thì nếu mà bạn chỉ mạng xã hội và thi thoảng chơi Liên Quân thì nên mua 10S Max. Bởi vì sao? Bởi vì là nếu mà bạn sử dụng mạng xã hội thì bạn sẽ sử dụng đến cái màn hình rất là nhiều, bạn giải trí nhiều, bạn sử dụng đến cái màn hình rất là nhiều. Thì màn hình của 10S Max vừa lớn hơn, tấm nền vừa xịn sò hơn, độ phân giải cao hơn, độ tương phản tốt hơn, độ sáng cao hơn, trải nghiệm tốt hơn. Đấy. Còn chơi Liên Quân ý, thì thực ra là iPhone 11 chắc chắn là sẽ chơi Liên Quân tốt hơn 10S Max, nhưng 10S Max cũng đã là đủ để chơi Liên Quân rồi. Nên là với cái nhu cầu này của bạn thì sẽ là 10S Max. Nhưng nếu mà bảo là mình chọn sản phẩm nào trong hai sản phẩm này cho bản thân mình nhé, thì mình lại lựa chọn iPhone 11. Bởi vì tiêu chí của mình đưa ra nó khác bạn. Ví dụ thế chẳng hạn, tiêu chí của mình đưa ra là ba cái thứ quan trọng nhất của một cái điện thoại. Đấy là hiệu năng, camera và pin. Thì iPhone 11 đều hơn so với iPhone 10S Max. Nên là mình sẽ lựa chọn iPhone 11 với tiêu chí của mình. Nhưng với cái tiêu chí của bạn thì theo mình bạn nên mua iPhone 10S Max. Đấy là còn chưa kể là 10S Max nó sang chảnh hơn nữa, đúng nào? Thế nên là nhiều khi ở trong các cái số tư vấn ý, có một số bạn bảo là: ô anh Dương ơi, tại sao hôm nay anh lại tư vấn điện thoại A, nhưng hôm sau cũng với cái so sánh đấy anh lại tư vấn điện thoại B? Ô thế là anh là hai mặt à? Không phải đâu, mà mình tư vấn phụ thuộc vào nhu cầu của từng người. Các bạn hiểu được không ạ? Với nhu cầu này sẽ là điện thoại này, với nhu cầu kia sẽ là điện thoại khác, đúng nào? Đấy. Nên là ở đây mình sẽ cho bạn luôn một cái sự so sánh luôn, ví dụ như với nhu cầu của mình sẽ như nào và với nhu cầu của bạn Bé Nam Gaming sẽ như nào, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Câu hỏi đến từ bạn Minh Lê. Bạn hỏi là: rất nhớ anh em hỏi đi luôn, giờ ba người ba ngã, có dịp anh Dương mời lại ba người nói chuyện tâm sự, em rất ủng hộ anh. Đấy. Thế thì có bạn này bảo là: em rất nhớ người lạ với cả trường tròn, lúc anh nghỉ Mobile City không thông báo, thực sự rất hụt hẫng, giải đáp mấy câu gần Tết xong qua Tết không thấy chương trình hỏi đi đáp luôn. Rồi, thế thì cũng là cái câu chuyện mà chưa kể, đúng không ạ? Thì thực ra là ba anh em mình thì mỗi người có một cái công việc nó khác nhau. Trường tròn là người đầu tiên nghỉ, thế xong sau đó thì chỉ còn mình với cả người lạ là làm hỏi đi đáp luôn. Thế xong sau đấy thì mình với cả người lạ cùng nghỉ, bởi vì là thực ra là
bọn mình có ý định nghỉ từ trước đấy rồi. Đấy. Và sau Tết thì người lạ thông báo là thôi thế thì em nghỉ đây. Thì mình nghĩ là thế thì thôi em nghỉ thì anh cũng nghỉ luôn, chứ anh cũng nếu mà không em thì anh cũng làm gì nữa. Đấy, thì lúc đấy thì mình cũng nghỉ. Và hơi đáng tiếc là không có một lời chào tạm biệt các bạn. Nên là mình nghĩ là cũng có một số bạn vương vấn. Bây giờ search thì nó không có số hỏi đi em luôn cuối cùng đâu. Mình nhớ không lầm là số 84 hay là số 86 thì đấy. Và những cái số đấy là những cái số mà bọn mình quay cho Tết. Các bạn có tưởng tượng là Tết thì bọn mình sẽ không thể làm video được. Bọn mình phải về quê, phải đi chơi Tết các thứ. Nên là bọn mình tranh thủ có một cái tuần rất là mệt. Một cái tuần đấy mình nhớ là chỉ trong một tuần thôi, nhưng mà mình phải quay tới tận 14 video hỏi điếp luôn, bởi vì lên trong 2 tuần mà. Đấy. Và cái số mà các bạn xem đấy là đã là lúc mà bọn mình chào tạm biệt rồi. Nhưng hơi đáng tiếc lại là không có cái lời chào tạm biệt chính thức đến các bạn, cũng hơi đáng tiếc. Bây giờ thì kênh Mobile City cũng không còn nữa, nên thành ra là những cái video hỏi điếp luôn bây giờ muốn tìm lại cũng không được. Đấy, nhiều khi là mình cảm thấy là những cái kỷ niệm đó không dễ gì mà có. Đấy, ít nhất là mình cũng muốn xem là những cái video đầu tiên khi mình mới bắt đầu làm YouTube thì nó sẽ như thế nào. Bây giờ cũng không xem lại được nữa rồi. Thì đấy là những cái mà mình cảm thấy rất là đáng tiếc. Biết đâu được, đúng nào. Đấy, nhưng mà ít nhất thì tới thời điểm hiện tại khi mình làm cái format tư vấn điện thoại như này thì mình thấy là cũng rất là nhiều bạn ủng hộ. Đấy, và chỉ cần có người xem thôi thì mình vẫn cứ ngồi đây để mà tư vấn cho các bạn về điện thoại và các sản phẩm công nghệ. Và rất là cảm ơn cái câu hỏi của bạn Minh Lê. Rồi, và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.